bất phương trình bậc nhất công khai là có dạng như sau, đó là hai ẩn thì nó là ẩn của x và y. Bất phương trình tức là nó phải có dấu nhỏ hoặc dấu lớn, nhỏ ăn bằng hoặc lớn bằng. Đây bất phương trình của nghĩa là có dạng là ax cộng b cộng c nhỏ ăn không, ax cộng b cộng c lớn không, ax cộng b cộng c nhỏ bằng không, hoặc là ax cộng b cộng c lớn bằng không. Đấy là bất phương trình bậc nhất hai ẩn, tức là sẽ có hai ẩn x và y. Bậc nhất tức là x y mũ một, bậc nhất là y mũ một, đấy là hai, được chưa? Bất phương trình dấu nhỏ dấu lớn, nhỏ ăn bằng lớn bằng. Trong mặt phẳng tọa độ OY đấy, tập hợp các điểm x không y không sao cho nó thỏa mãn bất phương trình này, nó thỏa mãn này. Thế khi mà em thay vào đấy thỏa mãn cả cái bất phương trình này thì được gọi là bình nghiệm của bất phương trình. Và bình nghiệm bất phương trình thì nó là một cặp số x không y không, cả một cặp số gọi là đủ gọi là nghiệm nhé. Và khi mà chúng ta biểu diễn cái miền nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn đấy, thì ta làm như sau. Bước 1, em vẽ cái đường thẳng ax cộng b cộng c bằng 0. Bước 2, em sẽ lấy điểm x0 y0 không thuộc cái thằng này, không thuộc cái thằng này. Em thay vào, em thay vào. Và nếu như nó xảy ra khả năng là ax cộng b cộng c nhỏ hơn 0 thì miền nghiệm của bất phương trình là nó chứa điểm này, nó chứa điểm x0 y0. Tức là bây giờ thầy cho bất phương trình là ax cộng b cộng c nhỏ hơn 0, thì thay cái điểm x0 y0 vào đây và thỏa mãn. Đấy, thỏa mãn này, tức là x0 y0 thuộc miền nghiệm. Và nếu như thầy thay cái x0 y0 vào mà nó cho là ax cộng b cộng c nó dương thì miền nghiệm nó không chứa điểm x0 y0. Thế chúng ta lấy một điểm bất kỳ nhé, thay vào nó thỏa mãn cái ax cộng b cộng c nhỏ hơn không này thì là điểm nó thuộc miền nghiệm. Còn nếu như điểm mà thay vào được khiến nó dương, ví dụ như đang bất phương trình thay vào khiến nó dương thì ở điểm nó không chứa, ở miền nghiệm không chứa điểm x không y không. Thì đối với cái bất phương trình bậc nhất hai ẩn của dạng là ax cộng b cộng c nhỏ bằng không hoặc ax cộng b cộng c lớn bằng không ấy, thì miền nghiệm của nó là chứa cả bờ, tức là chứa cả cái đường thẳng ax cộng b cộng c bằng không. Nếu mà có thằng dấu bằng đây đấy, thì miền nghiệm của bất phương trình đấy, thì miền nghiệm của nó nhé sẽ là miền nghiệm của bất phương trình ax cộng b cộng c nhỏ bằng không hoặc ax cộng b cộng c lớn không và kể cả bờ. Bờ đây chính là cái đường thẳng ax cộng b cộng c bằng không. Thì cái bây giờ nói như này thì nó có vẻ hơi tạp, tí nữa chúng ta đến cái bảng số 7 kia thì sẽ cụ thể các em. Và chúng ta vào cái câu số 1. A21 thuộc miền nghiệm bất phương trình nào sau đây? Thì bây giờ chúng ta thay cái tọa độ A21 vào đây. Thay A21 vào. Thay A21 vào chúng ta sẽ nhận cho nên nhận x bằng 2. Này. Y bằng trừ 1 và 2 trừ 1. Không được. Cái này nó dương mất rồi. Cái này 2 nhân 2 trừ 1 cộng 1 thỏa mãn này. Thôi cái này. Em thấy em thay đến nó số dương thỏa mãn này. Cho bất phương trình x trừ 2 cộng 5 có tập nghiệm là F, mệnh đề là sau đây là đúng. Bây giờ tôi thử thử cái một chút. Tiếp tục trừ 2 ở đây. Trừ 2 nhân 2 cộng 5. Trừ 2 nhân 2 cộng 5 cái này âm mất không được. Tôi thấy x bằng 2 sao? 2, 2 cộng 5. 5 trừ 4 1. Cái dương thỏa mãn này. B thỏa mãn. Em thay cái thằng tọa độ B thay x bằng 2, y bằng 2 vào thì nó dương, phải thỏa mãn, thỏa mãn đáp án B chưa? Câu số 3, miền nghiệm cho bởi đường bên là miền nghiệm của bất phương trình nào? Thì bây giờ chúng ta nhìn nhé, ở điểm O không không thuộc miền nghiệm, cái phần gạch này thì đây là miền nghiệm. À, sorry đây này, đường bên là không thuộc cái nào? Cái phần gạch này là không thuộc miền nghiệm. Vậy O này thuộc miền nghiệm nó thay vào nhé. Không, không. Là cái này vô lý này. Trừ 6 là lớn không được. Chúng ta có điểm O không không này thuộc miền nghiệm. Thay vào đây này. Thay tiếp vào đoạn B là không, không. Trừ 6 là không. Vậy này. Đó là B. Em lấy một điểm bất kỳ. Thường thường người ta hay lấy điểm là miền nghiệm. Câu số 4. Câu số 4 này
miền nghiệm đang ở mặt phẳng chữ điểm nào? Bây giờ thì thay cái điểm ở phía trước không, không vào đây, không vào đây thì cái này là -6 -8 -6 đây. À, quên -3 -3 -8 là -11 -11 điểm -3 B. Em thay vào em thấy thỏa mãn, em thấy mức chính là đúng. Đấy, vậy đang ở mặt phẳng trước điểm này, thay cái điểm đặc biệt trước. Câu 5, D bằng 2x trừ y bằng 2 chia mặt phẳng thành hai, miền đó là miền 1, miền 2, có bờ là ở thẳng D, xác định miền nghiệm của cái 2x trừ y lớn bằng 2. Cái mình chúng ta này bây giờ cái dung bằng thì chúng ta phải lấy cả bờ D, và chắc chắn là đây loại loại A. Đấy. Loại D. Bây giờ chuyển A và C thôi. Ví dụ miền nghiệm này, miền nghiệm là miền 2, nó sẽ chỉ điểm O. Đó, thay vào nhé. O tọa độ không không. Không lớn bằng 2 là vô lý rồi. Vậy miền nghiệm nó sẽ không phải là miền 2 được, vậy nó sẽ phải miền 1. Miền 1 là kể cả bờ D. Câu 6, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình này? Thay vào đầu tiên thì thay đoạn D trước đi, thay đặc biệt trước nhằm cho dễ. Không ở đây thì là 2 trừ 1 nữa không vô lý rồi. Đó, không được loại. Để thay đáp án A là sao? 1 1. Đây là 3 trừ 1 cũng vô lý này, loại D. Bây giờ còn lại B. Thay vào đây, thay 1 vào đây. Thay trừ 2 vào đây. Là 2 trừ 2 trừ 1 và âm, đúng không? B. Câu 7, mệnh đề là sai đúng. Chúng ta cũng thay từng điểm thôi, thay luôn là cái đáp án nào nhé, trừ 2, cái này sẽ thành, thay 2 vào đây thì sẽ thành trừ 4 cộng 5 lớn không vô lý, loại nhé, loại A. Tiếp theo thay 2 vào đây, 2 trừ trừ 4, 2 trừ 4 cộng 5 là 7, cái dương B thỏa mãn. Câu 8, mình vẽ nào sẽ biểu diễn miền nghiệm dung bằng, tức ta đến cả bờ, mình vẽ ra sao biểu diễn. Thế thì xoay hình một trước, hình một thì mình nghiệm nó chứa điểm O không không, thay điểm này không không và thỏa mãn đó, tức là mình nghiệm chắc chắn là chứa điểm được cái điểm của tọa độ, loại được hình 3, loại được hình 4. Bây giờ chỉ còn lại là hình 1, hình 2, ta xem cơ bản các hình 1, hình 2 để nào. Có thể là cái bờ đó nhé, tức là cái đường thẳng đấy, cái 2x trừ 3y trừ 6 thì gọi bờ là không. Thế thế là nó sẽ đi qua điểm chung là điểm gì đấy, 0,3. Cả hai đi 0,3, vậy chúng ta sẽ không thay tọa độ 0,3 nữa. Và nó khác biệt đấy, khác biệt đấy. Thằng này đi qua điểm gì? 0,2. Còn đáp án hình 1 đi qua điểm 0 trừ 2. Vậy thì thay đáp án A là sao được? Tức là em nhớ được cái đường thẳng này. Đấy. Giả sử đáp án A đúng nhé, thì đây đường thẳng này sẽ là 2x trừ 3y trừ 6 không. Đấy. Thì nó phải đi qua điểm 0 trừ 2. Thay vào đây 0, 2 nhân 0 trừ 3 nhân trừ 2 trừ 6 không. Đáp án A đúng không? Cái này ra đúng ra không một không. Câu 9, miền của bất phương trình không chứa điểm nào sau đây? Không chứa điểm nào sau đây thì không chứa điểm nào, tức thay vào không thỏa mãn. Các thấy đáp án A thay thỏa mãn luôn này. Đấy. Vậy chắc chắn là không được. Đáp án A là chứa này. Đáp án B là -1 -1. Thay vào là vô lý thôi, thay đáp án B là vô lý này. Nó ra được -3, -3 không lớn 1 là vô lý. Không chứa điểm nào. Câu 10. Cặp số 1 -1 thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 1 trừ 1, 1 trừ 1, cái này không được thay theo đấy nhé, theo đấy không được, theo đấy cũng thỏa mãn, vậy nó không phải là miền nghiệm của này. Em thấy nó âm sao không được, đây này thì trừ 1 này cộng 1 cũng vô lý này, thay tiếp vào đây sẽ thành trừ 1 thành cộng 3 thành trừ 1 cũng vô lý đấy, thay đây nhé, 1 này trừ 3 cộng 1 cũng không. Câu 11, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình này? 1, 0,
thay vào thay đáp D vào vô lý loại này, thử thay đáp án A, A vào đây tôi sẽ thấy A cũng được, tôi nhầm A luôn. Thay đáp án B vào nhé, 2 nhân 1 trừ 2 thì một đúng đoạn không luôn, B thật mạnh. Cặp số nào sau đây là một nghiệm một phương trình nhân thay vào cái này, cứ thay vào. Đấy, và xem nhầm nhanh sẽ đáp án nào, một cái nào đây. Đơn A, đáp án nào đáp án A, thỏa mãn. Câu 13, cặp số nào sau đây là nghiệm phương trình? 2 nhân 3. Đáp án A. Câu 14, không chứa điểm nào sau đây? Không chứa, thay vào nó sẽ không thỏa mãn. Thử thay điểm không vào sẽ không. Không. Sẽ là 10, 10 thì 9 thay đây sẽ là 1. 1 nhỏ hơn 7 là vô lý đúng không? 1 nhỏ 7 và không chứa điểm của tọa độ. 1 a 1 nhỏ 7. Đấy, sẽ lẫn. 1 nhỏ 7 đúng rồi. Loại này nó chứa đây, nó chứa đây. Ta phân hủy tiếp, thay đáp án A vào đi. Thay A vào đi thì thay 2 đi là 2 thì 4 20, 20 trừ 9 là 11. Thì 2 đi 3. Thì 4 này. 4 trừ đi 6 này. 4 trừ 6. 4 trừ 6 7. 4 trừ 6 là trừ trừ 2. Trừ 2 cộng 7 là 5, 11 nhỏ 5 vô lý, không chứa điểm A. Câu 15, điểm O00 là thuộc biến niệm bất phương trình nào? Bây giờ nó thỏa mãn cả hai cái. Thay đáp A trước. 00 trừ 6 đúng không? Không được rồi. Nó không thỏa mãn cái một này thì không cần phải thay tiếp cái hai gì cả. Tiếp đáp án B. B cũng không được nhé, loại nhé. Thay vào cặp thấy vô lý này. Đáp án C là 00 được, cả C cả D đều thỏa mãn bất phương trình thứ nhất. Chuyển sang bất phương trình thứ hai. 00 bốn lần không đúng. Vậy chúng ta vào câu số 16. Mệnh đề là sao đúng? Mệnh đề là sao đúng? Trừ 1 phần 4 trừ 1 không thuộc F. Bây giờ thử thay vào nhé. Thay vào xem luôn đúng nhé. Thay luôn trừ phần 4 vào thì cái này sẽ ra là mấy? Trừ phần 4 cái này sẽ ra là trừ trừ phần 2. Trừ phần 2 cộng 3 phần 2. Trừ phần 2 cộng 3 phần 2. Đâu là 1? Đây đúng này. 3 phần 2 trừ 1 phần 2 thì nó sẽ ra nó ra là 1. Thay sẽ ở dưới chẳng. Thay trừ phần 4 đây ra trừ 1. Tức trừ 1, hay trừ 1 thì cộng 3 nhỏ bằng 2, cũng đúng mà, vậy đáp án A luôn. À, không thuộc, không thuộc, vậy A sai, sai, đang tìm mình để đúng. Chúng ta sẽ để là mất cái mẫu đi nhé, mất mẫu đi sẽ là 4x trừ 3y lớn bằng 2, à, ta viết lại bất trình này. Được. Vậy, bất trình khi đó viết lại là 4x trừ 3y lớn bằng 2, 4x trừ 3y nhỏ bằng 2, vậy tương đương là 4x trừ 3y bằng 2. Bình nghiệm nó là cái B. S1 là tập nghiệm của thằng 1, S2 là tập nghiệm của thằng 2. S là tập nghiệm của hệ như thế nào đây? Chúng ta có như sau, chúng ta sẽ có là thằng 2 viết lại nhé, thì sẽ là 2x cộng 3y nhỏ hơn 10. Thì rõ ràng những giá trị mà khiến cho 2x cộng 3y nhỏ hơn 5 thì sẽ khiến cho 2x cộng 3y nhỏ hơn 10. Đúng chưa? Cái miền nghiệm của 2x cộng 3y nhỏ hơn 5 nó sẽ bé hơn miền nghiệm của 2x cộng 3y nhỏ hơn 10. S1 con S2 bằng 2. Bao nhiêu câu rồi đấy? 24 câu.
18. Phần không gạch chéo hằng sau đây là biểu diễn bình nghiệm hệ với phương trình nào trong bốn hệ ABCD? C. 03 thì đây nó sẽ là mấy đấy? 03 ở đây sẽ là điểm 2, đây sẽ là điểm 1. Y sẽ dương, y dương. Cái phần gạch chéo là phần bổ, phần không gạch chéo là phần lấy, chưa? Chéo phần lấy. Chúng ta sẽ có y dương, y dương. Nhưng mà y này phải nhỏ hơn 3. Y dương. Thầy thay vào từng cái một đi, thầy lấy điểm, điểm là không không một theo sân, không một thỏa mãn, không một ở đây là vô lý nhé, cái này sai này. Ở cái điểm này là tọa độ hoành độ là không, cái này sai, cái đáp án mình là A. Câu 19. 19 để làm được câu này ta sẽ vẽ các cái miễn nghiệm của hệ bất phương trình này ra. Và để vẽ được ta sẽ làm sau. Bước 1 để kem dựng thể hệ trục độ OXY. Đấy, hệ trục độ này nhé. Đây là O, Y này, đây là X này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng X, X lớn bằng 0 và Y lớn bằng 0. Vẽ miễn nghiệm đấy trước, thì X lớn bằng 0. Thì bây giờ phải em vẽ bờ trước, cho vẽ X bằng 0. X bằng 0 thì đó là trục tung. Chụp tung lên được một đoạn này. Đấy. X lớn bằng 0 tức là chúng ta sẽ lấy cả cái đường biên và ta sẽ bỏ ở bên phải. Đấy, chụp quanh đi, bỏ bên trái quanh đi. Bỏ hết ở bên này. Tiếp theo, y lớn bằng 0. Ta vẽ tiếp cái đường y lớn bằng 0 này. Thì ta xét cái bờ nó là y bằng 0, y bằng 0 để chụp quanh. Quanh giả sử rằng này. Và vì chúng ta chỉ lấy y lớn bằng 0 nên ta gạch toàn bộ cái y nhỏ bằng 0 đi. Phải chọn phía dưới, phải hết phía dưới đi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai quả lại, đó là x trừ y và bằng 2. Ta xét cái x trừ y bằng 2, ta cho ra là cái x bằng 2, y bằng 3, bằng 2, y bằng 3. Một cái tiếp theo chúng ta cho x bằng y bằng 0, y bằng 2 là 3, y bằng 0, y bằng 2. À bây giờ chúng ta xem như ta vẽ cái này đi. Chúng ta sẽ để này, chúng ta cho x bằng 0, y bằng 2 sẽ đi qua điểm này này. Y bằng 0, y bằng 2. Y bằng 0, y bằng 2 chúng ta được tiếp một đường nữa. Cho màu khác. Và bây giờ cái phần miễn nghiệm của nó đấy thì nó sẽ có thể chứa điểm O hoặc không chứa điểm O, thay điểm O vào. À em thấy là tọa độ điểm O không không mà thì nó thỏa mãn cái này đúng không? Thỏa mãn cái này. Vậy là cái miễn nghiệm của thằng này nó chứa điểm O, vậy em sẽ gạch cái phía trên đi thôi. Chúng ta sẽ lại không gạch phía dưới, gạch phía trên.
miền nghiệm trên o mà ta sẽ lấy ở phía dưới. Em thấy nó co, cái miền nghiệm này nó chỉ còn cái phần nào không bị lệch, tức là phần nhỏ nhỏ này. Thế ra một đường nữa cần em vẽ, đó là chúng ta vẽ cái miền nghiệm 3x cộng 5y nhỏ bằng 15. Và cụ thể ở đây đó là chúng ta vẽ đường biên là 3x cộng 5y bằng 15. Thì em sẽ cho x bằng 0, số tự y bằng 3, x bằng 0, y bằng 3, 0, 3. Tiếp theo, y bằng 0 bằng 5. Ta lấy cái màu nào để tránh trùng? Màu này thì đi qua 03 3 50 3 4 5 50 này. Thế mình nghiệm qua tiếp lại 03 và 50. Kẹp sẽ nối. Bây giờ cái miền nghiệm của thằng này nó có thể chứa điểm O không? Chứa điểm O vì chúng ta thường thường điểm O là điểm biệt ấy, thay tọa độ điểm O rồi thay vào là tọa mạng đúng không, thay vào tọa độ điểm O không không thay tọa mạng, miền nghiệm chứa điểm O. Và cuối cùng sau khi ta vẽ xong ấy, chúng ta thấy phần miền nghiệm của cả hệ bất chính là cái phần không gạch. Không gạch thì giờ thì sẽ tô cho ta nhìn này, phần không gạch sẽ là miền nghiệm không chính và sẽ như này. Để toàn bộ này đấy. Và ở đây nó là tam giác, tam giác thì rõ ràng cái câu A nói tứ giác thì nó sai rồi, nó sai có sai đúng không, mình nghiệm mẹ có chỉ đã cho là tứ giác và tam giác. Cái 19 đáp án là A. 9 là chuẩn. Tiếp theo chúng ta vẽ câu 20. Min max con này. Nhưng tương tự phần kia, để vẽ cái này ta dựng một cái hệ trục tọa độ lên. Đây là y và đây là x này. Đầu tiên chúng ta vẽ cái đường thẳng này ra là y trừ 2x bằng 2, thì chúng ta quan tâm điểm đến qua chỗ x bằng 0, y bằng 2, 0, 2. Tiếp theo ở chỗ y bằng 0, y bằng 0 thì x bằng trừ 1, đi qua trừ 1, 0, 0. Ta lấy trừ 1 này, trừ 1. Hai. Chúng ta thay ở đây, đây gọi là gọi D1 đi, cái thằng này D1 đi. Một này. Chúng ta thay cái tọa độ điểm gốc tọa độ vào gốc tọa độ đây, sẵn thỏa mãn độ đây. Chúng ta thay vào thì sẽ được 0, 0 và nhỏ bằng 2, thỏa mãn đúng không? Tức là cái miền nghiệm này sẽ chứa gốc tọa độ. Cái miền nghiệm này nó chứa gốc tọa độ.
tức là chúng ta tiếp chúng ta vẽ thành thức nha. Bây giờ chúng ta vẽ tiếp cái đường thẳng là 2y trừ x bằng 4. 2y trừ x bằng 4 và d2. Thì d2 chúng ta cho y bằng 0, y bằng 0, x bằng trừ 4, vậy đi qua điểm trừ 4, 0. Và cho x bằng 0, y bằng 2. X bằng 0, 0 thì y bằng 2. Vậy trừ 4, 0. Y bằng 0, x bằng trừ 4, trừ 4, 1, 4, trừ 4 này. Trừ 4. À, trừ 4, 0, trừ 4. Trừ 4, 1, 3, 4, trừ 4 này. Đấy, trừ 4. 0, 2, đây rồi. Kết nối. Đây gọi và bây giờ em thay cái tọa độ 0,0 vào sản phẩm hoạt nó thế là nó vô lý đúng không? Thế vô lý. Tức là tốc tọa độ không thuộc vậy, tốc tọa độ không thuộc vậy gạch cái phần miền trên tốc tọa độ đi. Rồi, tiếp theo vẽ đường thẳng D3 x cộng y bằng 5, đây gọi là D3. Thì nó sẽ đi qua điểm thứ nhất chỗ x bằng 0, y bằng 5, bằng 5. Điểm thứ hai y bằng 0, x bằng 5, 5 0. 4 5 chỗ này đến 5. 3 4 5 chỗ này. Ta nối hai này với đấy. Và bây giờ em để ý này, chúng ta thay cái tọa độ của gốc tọa độ vào thì nó thỏa mãn vậy cái miền nghiệm của thằng D D3 này chứa gốc tọa độ, ta sẽ gạch cái miền nghiệm chứa gốc tọa độ tức miền nghiệm phía dưới này. Đấy, miền nghiệm của thằng D3 nó chứa gốc tọa độ tức ở bên tay trái của các em. Nó chứa gốc tọa độ vậy chúng ta gạch bên tay phải, gạch bên tay phải nó đi. Đấy, gạch hết thì gạch tay phải đi. Rồi. Và cuối cùng cái miền nghiệm cần tìm đây cái phần này cần tìm cần tìm đây. Chúng ta tập lộ bây giờ giá trị nhỏ nhất của cái hệ thức này, giá trị nhỏ nhất của hệ thức này xác định bởi đây giá trị nhỏ nhất hệ thức này xác định bởi tức là giá trị nhỏ nhất của biểu thức xác định bởi cái miền nghiệm này thì nó sẽ nằm ở những cái điểm này, những điểm đặc biệt đấy, tìm giao điểm này. Thì chúng ta sẽ tìm được ngay là giao điểm giữa D1 D2 nó cái này đấy. Thì nó sẽ gọi điểm A đi. Điểm A tọa độ đây là 0,2. Tiếp và chúng ta xét cái giao điểm của D3 và D1 là cái điểm này B à. Thì tọa điểm B D3 D1 tôi giải hệ công trình D3 là x cộng y bằng 5 hệ công trình một
5 đêm 1, đó là trừ 2 x cộng y bằng 2, trừ 2 2 ra là 1 4. Bây giờ tôi 1 4, min thì nên tập trung ở những cái giao điểm này nhé. Tiếp theo điểm C, điểm C ra của D2 D3, C C ra của D2 D3. À, chúng ta sẽ D2 D3 có rồi, bây giờ thiếu D2 thôi. D2 là trừ x, trừ x, trừ x 2 trừ x trừ 1 trừ x cộng 2y bằng 4. Vậy ra sẽ là 2 và 3. 2 và 3 C. Đấy. Rồi quay trở lại bài toán. Người ta yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất của thức khi nào đó? Khi nào? Thì ta sẽ thấy là bây giờ cái bài toán này thiếu mất là cái biểu tượng F nhé, mình có biểu tượng F này này, biểu tượng F này, tức là chúng ta sẽ thay từng tọa độ điểm A, điểm B, điểm C ta vừa tìm được để thay vào, và cái nào nhỏ nhất chúng ta sẽ chọn.